xin chào mừng các bạn đến kênh Ngọc Bắc Vlog của mình ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên xin cảm ơn bạn đã dành cho biết thời gian click vào xem video tiếp theo của mình. Thì chia sẻ với bạn, hôm nay là thứ hai đầu tuần rồi các bạn, ngày 22 tháng 11 năm 2021. Đó, thì sáng nay mình cũng có đi dạo dạo, mình mua được ít con bò các bạn. Thì trong đó có một bộ mè con, một con bò cái chúa. Đó, một con cò cái Pháp chúa các bạn. Đó, gần đĩa rồi. Và hai con nghe cái, một con nghe cái cột, một con nghe cái Angus, nói chung là nhẹ nhẹ tiền, với lại một con nghe cái Lasim. Đó, với lại một con đực cột F2 các bạn. Đó, đực cột này thì mình bán giống, giống bò đó. Thì cái này bác không đồng thấy cũng được 8 con. Đó, thì bây giờ mình quay chi tiết báo giá từng con cho các bạn tham khảo. Thì nói chung bò này thì nay cũng nhẹ nhẹ tiền các bạn, giá không có cao. Đó, thì ai có nhu cầu mua nuôi sinh sản hay bộ béo hoặc là làm giống bò thì cứ liên hệ với mình. À, bây giờ mình quay chi tiết từng con báo giá cho các bạn tham khảo. Rồi, thì bắt đầu vào nội dung chính mình, cái cuộc hành trình ngày nay mình đi mua bò. Đó, mình báo giá chi tiết những con mà mình mua luôn. Rồi, cũng nghe đầu tiên các bạn. À, cũng nghe cái cột. Đó, thì một chuồng này mình bắt hai con luôn các bạn, một con nghe cái cột với một con nghe cái Angus luôn. Đó, thì bây giờ một cặp này thì mình bán, nói chung là con cột thì này nó dày bò hơn xíu các bạn, dày hơn con Angus xíu. Thì con này mình bán với giá là 16.500.000 các bạn. Còn con kia là giá 15.500.000. Đó, thì chút mắt mình quay con nghe cái cột trước cho các bạn tham khảo. Thì ai bắt luôn một cặp thì mình bớt 500.000 lọc nuôi các bạn. Đó, thì hai con này thì một chuồng nữa mình bắt, thì ví dụ các bạn mua luôn một cặp thì mình chỉ lấy 500.000 tiền lời thôi. Còn nếu mà bắt một người bắt một con á thì mình lấy với giá là con cột là 16.500.000, còn con nghe cá Angus kia là giá 15.500.000. Đó, bò này thì nói chung là cũng bỏ bú hết rồi nha các bạn, lớn nghe hết rồi. Đó, nói chung ăn uống hay tốt rồi, tròn dinh cũng bò đây, mập mạp. Đó, con này là con nghe cái cột, nó đầu trụi giá 16.500.000. Còn con nghe Angus hoài kia nữa, nữa mình ra hoài mình quay xem. Đó. Đây, bây giờ đây là con nghe cái cột đây. Mập mạp và xây tích đồng nghiêm đầu trụi, tai nhỏ. Nghe nói chung là hai con này thì nhẹ nhẹ tiền các bạn. Ai muốn mua dòng bò Pháp về nuôi sinh sản ấy thì bác hai con nghe này. Đó. Hai con này chưa tới, một con chưa tới được 16.500.000 với một con 15.500.000. Hai con là rất là nhẹ nhàng luôn, giá yêu thương luôn. Đó, đây là con nghe cái cột giá 16.500.000. Đó, chi tiết rồi đó. Rồi tiếp theo đây là con nghe cái Angus rồi các bạn. Thì ở trong chuồng con nghe cái cột đây, thì hai con thì nói chung tháng này cũng ngăn nhau thôi các bạn. Nói chung là hai con là tháng, một con này 6 tháng rưỡi, một con 7 tháng. Đó, thì con cột kia 7 tháng, con này 6 tháng rưỡi. Đó, nói chung là bò này đã bò bú rồi nha các bạn. Đó, thì con nghe này mình báo giá công khai là 15.500.000. Đó, cái con nghe cái cột kia thì 16.500.000, còn con nghe này thì 15.500.000. Đó, thì ai bắt luôn một cặp ấy thì mình bớt 500.000, thì mình chỉ lấy 500.000 tiền lời thôi các bạn. Thì hai con một chuồng. Đó. Đó, con này nó cũng mập mạp, nó cũng dày bò các bạn, chân cẳng nó cũng to. Đó, bộ phận sinh sản nó cũng ok, màu đỏ. Đó, thì hai con này một chuồng. Đó, ai có nhu cầu mua luôn một cặp này thì cứ liên hệ với mình. Số điện thoại bên góc trái màn hình của mình này các bạn. Một con là giá 16.500.000 và một con giá 15.500.000. Đó, hai con thì ví dụ ai bắt hết hai con thì mình bớt 500.000, còn giá là 32.500.000. Đó. Ai có thích thích dòng nghe cái siêu này thì mua về nuôi sinh sản. Giá yêu thương luôn các bạn, rất là nhẹ nhàng. Một con 16.500.000 và một con 15.500.000. Rồi tổng quan thì ngày nay mình bắt được 7-8 con này các bạn. Xíu nữa mình quay chi tiết từng con cho các bạn xem. Giờ trước mắt các bạn là chỉ có hai con này, một con nghe cái cột với một con nghe cái Angus này. Đó, hai con thôi. Giờ bắt đầu mình đi mua tiếp các bạn. Rồi, tiếp theo là một con nghe mua nghe đực cột các bạn, đực cột F2. Đó là mẹ nó là bò cột phối. Nó thì đi ra nó phối tinh bò cột. Thì chú mong muốn là để ra con nghe cái để chú gài giống, F2 gài giống, mà cuối cùng thì nó ra một con đực các bạn. Đó, đây thì con mẹ nó cao khoảng 1m52 các bạn. Đó, kéo thước đo luôn. Đó, thì để ra được con nghe đực cột đây. Thì con đực cột này là đấy các bạn, thì con đực này là con đực F2, đó là mẹ cột. Thì phối bò cột thì ra được con nghe đực cột đây. Thì con đực cột này nó cao khoảng 1m25 nha các bạn. Đó. Nhưng mà mình không có đo chính xác, nhưng mà mình cho nó là 1m2 đi. Đó, nhưng độ dày của nó thì nói chung là con bò này nó vuông con bò luôn. Đó, từ dai tới đuôi dai, hở đuôi banh. Đó, chân cẳng nó to, chân thẳng, nó dậu vừa. Đó, mặt mày rồi nói chung rất là khéo các bạn. Đó, dày dạng con nghé, dài đòn, cao. Nó mông đuôi rồi tốt. Màu sắc này đẹp. Đó, đùi tà rồi đây. Đó, thì con nghé này theo chú chia sẻ là được gần 8 tháng rồi nha các bạn. Nhưng mà nó cao, nó dài tốt bò lắm các bạn. Đó, chân cảnh là móng của thằng tưng các bạn. Đó, thì con này ai có nhu cầu mua về nhảy giống bò vậy thì cứ liên hệ với mình. Đó, thì con nghe này mình báo giá công khai tại nhà chú luôn. Đó, tại vườn luôn thì giá là 25.500.000. Thì nói chung nó hơn cái giá đếp thịt một xíu thôi các bạn. Đó, nhưng mà con này thì nó cao nó to, nói chung là nó tốt bò lắm các bạn. Thì con này chỉ về được nhảy giống bò thôi, chứ bán đếp thịt thì cũng uống.
Đó, tại vì con nghe nghe được cột F2 nên nghe nó tốt lắm các bạn. Mè cột đó, con mè thì đang đứng ăn đó. Mè đẻ ra con nghe này thì hầu chú à, chú mới muốn là phối tinh là đẻ ra được con nghe cái các bạn, là chú gà giống, nhưng mà cuối cùng nó đẻ ra con nghe đực, thì con nghe đực đây. Đó, thì giờ chú cũng bán giống luôn, tại vì con nghe này nó cũng tốt, mình mua về mình bán giống bầy. Đó, thì ai có nhu cầu nhảy giống bầy bò đó thì cứ liên hệ với mình. Ai mà có bò cái nhiều đó thì muốn mua con nghe này về nhảy giống gà lần á, thì giá nó cũng nhẹ nhẹ thôi các bạn, nói chung là nó hơn bò đẹp thịt một xíu thôi, chứ cũng không có cao. Đó, giá 25 triệu 500 ngàn con nghe được cột như thế này. Đó, nói chung dài đùi tốt lắm bạn, dài hở đùi banh này, chân cánh nó to mà thẳng, tốt bò. Màu sắc đồ nói chung là đẹp, chặt đỏ đen. Đó các bạn nhìn dấu yếm mà các bạn thấy, dày dặn nghe. Đó, mặc đồ cũng khéo. Rồi, thì đó, thì con nghe được cột này bán theo giá trong bài, giá 25 triệu 500 ngàn. Đó, thì ai có nhu cầu mua về nhảy trong bài thì có liên hệ với mình. Chi tiết đồ thì nghiêm hết nha các bạn. Đó. Rồi đấy các bạn, đó thì mình bắt con chú này được một bộ mè con với lại một con bò cái pháp màu đen chữa các bạn, là tổng thể là mình bắt của chú này là một bộ mè con với một con bò cái chữa. Đó thì bộ mè con này thì mẹ Labo. Đó thì mẹ thì cao khoảng 1m45. Nói chung là mẹ đẻ con thứ hai nha các bạn. Đó con nghe cái là con thứ hai mà mẹ cao dài, điều hơi ốm ốm gần gần bò, nhưng mà đẻ nghe thì rất là mát sữa các bạn. Đó, nghe gì vậy? Nói chung là nghe tốt, là nghe thì nói chung là cũng khoảng rơi vào khoảng cỡ gần 6 tháng rồi các bạn. Thì theo chú chia sẻ là mẹ đã phối tinh lại được là hơn một tháng rồi, mà không biết là tới nay im ru thì chưa, không có động tĩnh gì hết, đã không có đồ được lại mà cũng không có gì hết. Thì chú nói như thế nhưng mà mình không có khám được nên mình không có biết. Đó, nói chung nghe thì rất là mát sữa. Mua này thì ở mình mới mua xem các bạn thì cũng nghe nó hơi sù sù lông, nhưng mà nói chung là nghe chân cánh rồi dầu yếm mà rất là tốt, dầu kéo nó yếm nó dày dặn nghe. Đó, nghe đang uống bình thường ra rất là tốt rồi các bạn. Đó thì ai có nếu mà có muốn mua tách riêng mình vẫn bán theo giá tách riêng nha các bạn. Thí dụ như bây giờ các bạn mua con mẹ trước thì mình bán con mẹ trước rồi con nghĩ mình bán sale. Đó, có muốn tách thì mình vẫn bán theo giá tách nha các bạn. Đó thì ai muốn mua tách thì mình bán con mẹ giá 20 triệu. Đó, mẹ thì mới có ba đầu răng thôi, còn tơ măng thì đã phối lại một tháng rồi. Còn con nghĩ thì mình bán theo giá là 15 triệu. Đó, con nghĩ cái như thế này. Đó là nếu mà ai luôn mua luôn một cặp ấy, mẹ con ấy, thì mình lấy là giá 34 triệu 500. Còn nếu mà ai mà mua tách thì mình bán con. Rồi tiếp theo là con bò cái chúa này các bạn, con bò pháp màu đen chúa này. Đó thì con này với bộ mẹ con là trong một chuồng. Đó thì con này thì theo chú chia sẻ là phối tinh ngày 14 tháng giêng. Đó thì tới bây giờ là hơn 8 tháng rồi các bạn, đã phối tinh 3B. Đó, tinh 3B, tinh phân ly đó. Đó thì ống tinh thì vẫn còn ngày luôn. Đó thì con này thì nói chung là nhìn ở ngoài, nếu như mắt thường các bạn thì đã thấy là bánh sữa đã vú đã xe rồi, nói chung là con đã thấy gò rồi. Đó, nói chung là con này thì về các bạn nuôi thì không tới một tháng, chưa tới một tháng nữa là đã đẻ rồi các bạn. Đó, đây thấy các bạn nhìn bánh sữa này các bạn biết, nói chung là vú rảnh hết rồi các bạn. Chân cẳng nó to, đó. Đầu thì trụi, ăn uống là rất là tốt. Đó, chân là thẳng, móng thì tròn. Đó, thì con này nó chưa thay một cái răng nào hết nha các bạn. Nói chung là cũng còn nghé đó, nói chung là quy về hàng nghé nó chưa thay răng, nhưng mà nó đã chữa được 8 tháng mấy rồi. Thì nói chung là con này rớt con nghé ra thì nó mới bắt đầu thay răng. Dạng bò pháp thì các bạn biết rồi. Đó, con này xương chậu đồ hở chân cảnh nó tốt lắm các bạn. Đó, thì con nghé này mình báo giá công khai là 38 triệu 500 ngàn. Đó, con nghé cái pháp màu đen này đã chữa được 8 tháng hơn rồi các bạn. Đó. Đó thì chi tiết tổng thể 8 con nghé đã xong. Thì ai có nhu cầu mua bò gì thì cứ liên hệ với mình. Số điện thoại bên góc trái màn hình của mình này các bạn. Đó, số 0367888228. Đó thì ai có nhu cầu ở gần thì tới xem bò trực tiếp. Thì bò mình bỏ ở thị xã An Khê nha các bạn. Thì cứ tới thị xã An Khê rồi điện thoại cho mình dẫn vào xem bò cho thực tế. Đó, rồi thôi, nói chung là chúc các bạn một ngày đầu tuần thành công trong công việc và mọi chuyện được suôn sẻ. Rồi, chúc sức khỏe các bạn. Bye các bạn.